Bộ Quốc phòng Nga ngày 24 tháng 8 thông báo quân đội Nga tiếp tục triển khai các hoạt động trinh sát và tìm kiếm, hạ gục các đơn vị của Ukraine tại tỉnh Kursk. Trong 24 giờ qua, quân đội Nga tiếp tục rà soát các khu rừng để tìm các nhóm tấn công của Ukraine khi lực lượng này đang tìm cách tiến sâu hơn vào khu vực phía Tây Nga. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga tiếp tục các hoạt động trinh sát và tìm kiếm để xác định vị trí và hạ gục các nhóm phá hoại và trinh sát của đối phương đang cố gắng tiến sâu vào lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận 10 quân nhân Ukraine đã đầu hàng quân đội Nga trong ngày 24 tháng 8. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm các lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 360 quân nhân và 29 xe bọc thép trong 24 giờ qua, bao gồm 2 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe bọc thép chở quân, 22 xe bọc thép chiến đấu, 2 khẩu pháo, 12 phương tiện, hệ thống tác chiến điện tử Bukoven AD và 1 radar phản pháo. Các máy bay chiến đấu của Nga đã tấn công lực lượng Ukraine tại 11 khu định cư ở Kursk gồm Apanasovka, Vyshchovka, Boki, Krasnoobchiansky, Krulenkoye, Mikhailovka, Lyubimovka, Malaya Lobnia, Plekhovo, Snagost và Yudny. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các khu vực tập trung binh lính và khí tài của Ukraine đã bị Nga nhắm mục tiêu tấn công gần Atinskoye, Glubov, Drutba, Zudrava, Zapseliye, Kalinov, Novaya Sloboda, Pervomayskoye, Pavlovka, Satki, Svesa, Sumy, Surovatka, Chuikova và Yampol. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Nga sử dụng máy bay không người lái tự sát Lancet đã tiêu diệt các xe chiến đấu bọc thép của Ukraine ở Kursk. Trong khi đó, trực thăng tấn công Mi-28NM cũng được triển khai để tấn công lực lượng Ukraine ở Kursk. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kíp lái trực thăng Mi-28NM đã thực hiện một cuộc tấn công bằng đạn pháo trên không vào binh lính, thiết bị bọc thép và xe cơ giới quân sự của Ukraine tại một quận biên giới ở Kursk. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, kể từ khi bắt đầu chiến sự ở khu vực Kursk, tổn thất của Ukraine lên tới hơn 5.500 quân, 71 xe tăng, 30 xe chiến đấu bộ binh, 57 xe bọc thép chở quân, 372 xe chiến đấu bọc thép. Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng mất 170 xe cơ giới, 36 pháo, 5 hệ thống tên lửa phòng không, 11 hệ thống pháo phóng loạt, 7 hệ thống tác chiến điện tử, 4 xe công binh, v.v. Sau hơn 2 tuần triển khai chiến dịch Kursk, Kiev tuyên bố đã kiểm soát gần 100 khu định cư trên diện tích gần 1.300 km2 lãnh thổ và bắt giữ hơn 100 tù binh Nga. Cuộc xâm nhập qua biên giới của Ukraine đã khiến Nga bất ngờ, không kịp phản ứng nhanh chóng và hiệu quả, một phần là do cấu trúc chỉ huy phức tạp và thiếu kế hoạch dự phòng. Tuy nhiên, sau thời gian đầu, Nga đang dần lấy lại thế chủ động. Đà tiến của Ukraine trong tuần này bắt đầu chậm lại khi họ chỉ đạt được những bước tiến nhỏ. Hiện giao tranh vẫn diễn ra khốc liệt ở Kursk khi lực lượng Ukraine tìm cách kiểm soát thêm lãnh thổ Nga, sử dụng máy bay không người lái và vũ khí để phá hủy các cây cầu quan trọng ở Kursk nhằm cắt đứt tuyến tiếp viện huyết mạch của Nga. Theo giới quan sát, tại Kursk, Nga dường như muốn cầm chân và tiêu hao lực lượng thiện chiến cũng như vũ khí hiện đại của Ukraine. Nga đã cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ, nhưng tới nay Moscow vẫn chưa phản công quy mô lớn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Đông đã đẩy lùi 4 cuộc phản công của quân đội Ukraine trong 24 giờ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày, 4 cuộc phản công của các đơn vị tấn công thuộc Lữ đoàn Thiết giáp số 5 của lực lượng vũ trang Ukraine và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 128 đã bị ngăn chặn. Quân đội Ukraine mất tới 130 quân nhân, 1 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 1 xe chiến đấu bọc thép, 8 xe cơ giới và 2 khẩu pháo Kesa 155mm do Pháp sản xuất. Nguồn tin cho biết thêm rằng nhóm tác chiến phía Tây đã cải thiện vị trí chiến thuật và ngăn chặn 6 cuộc phản công của quân đội Ukraine trong ngày qua, khiến đối phương thiệt hại tới 520 quân nhân và 4 kho đạn dược. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine mất tới 135 quân nhân, 1 xe chiến đấu Marder và 2 xe bọc thép chở quân BTR-4 Bucephalus ở hướng Volchan và Lipsy. Bộ này thông báo các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc đã giao tranh với các đơn vị của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 22 của lực lượng vũ trang Ukraine, Lữ đoàn Bộ binh Thủy quân Lục chiến số 36, Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 101 và 118 tại các khu định cư Grabovskoye và Glukhov của vùng Sumy, Glubovskoye và Volchan của vùng Kharkiv. Đối phương mất tới 135 quân nhân, một xe chiến đấu bộ binh Marder do Đức sản xuất, 2 xe bọc thép chở quân BTR-4, Bucephalus và 6 xe cơ giới. Các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Tây đã kiểm soát được những vị trí tốt hơn, còn nhóm tác chiến trung tâm đã cải thiện được vị trí chiến thuật của mình. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy một đơn vị phóng tên lửa đất đối không S-125 của Ukraine và 2 trạm tác chiến điện tử trong ngày qua. Bộ này cho biết lực lượng hàng không chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm tác chiến thuộc lực lượng vũ trang Nga đã giao tranh với đơn vị phóng tên lửa S-125 SAM, 2 trạm tác chiến điện tử, 1 kho POL, 1 xưởng sản xuất máy bay không người lái cùng lực lượng và khí tài của đối phương tại 138 khu vực. Bộ này cho biết thêm rằng nhóm tác chiến Dnieper đã tiêu diệt hơn 65 quân nhân Ukraine trong ngày qua và đã giao tranh với các đơn vị của 3 lữ đoàn Ukraine bằng hỏa lực. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng vũ trang Nga đã bắn hạ 3 tên lửa ATACMS trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Báo cáo cho hay, các lực lượng phòng không đã bắn hạ 3 tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất, 5 quả bom HIMARS do Pháp sản xuất, 12 quả đạn tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và 44 máy bay không người lái, trong đó có 16 chiếc nằm ngoài khu vực hoạt động quân sự đặc biệt. Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga, 640 máy bay cánh cố định, 283 máy bay cánh quạt và 3.434 máy bay không người lái của đối phương đã bị phá hủy kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, sau khi phân tích dữ liệu mới thu thập được, đã xác nhận quân đội Ukraine tiếp tục tiến những bước nhỏ vào thị trấn chiến lược Sudzha thuộc vùng biên giới Kursk của Nga. Đoạn phim định vị địa lý được công bố vào ngày 22 tháng 8 cho thấy các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine, gọi tắt là AFU, gần đây đã tiến xa hơn ở miền nam Ruskaya, Konopenka, phía đông Sudzha. Một blogger quân sự người Nga tiết lộ lực lượng Ukraine cũng đã tiến về phía bắc Martinivka, đông bắc Sudzha, dọc theo đường cao tốc R200 Sudzha, Sukhodolovka. Trong khi đó, các nguồn tin của Nga khẳng định có những báo cáo trái ngược nhau về giao tranh ở phía đông Sudzha trong 2 khu định cư Samodryadovo và Korydevka, nhưng các nhóm quân cơ động của Ukraine có khả năng đang hoạt động ở khu vực này. Một số blogger người Nga khác thông tin quân đội Ukraine cũng đã tiến về phía bắc Martinovka, phía đông bắc Sudzha. Họ cũng lưu ý rằng quân đội Nga đã giành lại quyền kiểm soát Spanoye và Krupes, cả 2 đều nằm ở phía đông nam Sudzha. Mặc dù tình hình trong khu vực vẫn chưa rõ ràng, giao tranh được cho là vẫn đang diễn ra tương đối khốc liệt dọc theo toàn bộ chiến tuyến ở Kursk. Quân đội Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công cơ giới quy mô trung đội của quân đội Ukraine gần Aleksandrovka, phía đông bắc Korenevo, đồng thời giành lại các vị trí ở phía tây Korenevo. Ukraine bắt đầu chiến dịch tấn công xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga từ ngày 6 tháng 8. Giao tranh ở khu vực này đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây tuyên bố rằng hoạt động của Ukraine tại lãnh thổ Nga đã giúp ngăn chặn việc đối phương kiểm soát một phần tỉnh Sumy và thành phố Sumy. Ông Zelensky nói, tôi có cái nhìn rất tích cực về cách thức hoạt động đang diễn ra trên mặt trận này tại Kursk. Hoạt động này rất phức tạp, điều quan trọng là nó phải diễn ra theo đúng kế hoạch của chúng tôi. Hoạt động này đã đạt được một số kết quả, nhưng tôi không thể nói về tất cả. Trước hết là quỹ trao đổi tù binh chiến tranh. Thứ hai, bằng cách phát động một cuộc tấn công phòng ngừa, chúng tôi đã thành công trong việc ngăn chặn hoạt động của Nga ở phía Bắc. Chúng tôi đã ngăn chặn được việc bao vây một phần tỉnh Sumy. Hơn 130 UAV tấn công Zaporizhia trong một ngày. Trưởng phòng quản lý quân sự tỉnh Zaporizhia Ivan Fedorov mới đây cho biết lực lượng Nga đã tấn công 9 khu định cư ở tỉnh này hơn 300 lần trong ngày qua, bao gồm cả việc phóng 132 máy bay không người lái với nhiều phiên bản khác nhau. Ông Fedorov nói về số lượng khủng các UAV được Nga triển khai. Tổng cộng có 132 máy bay không người lái với nhiều phiên bản khác nhau đã tấn công Bilenke, Huliaipole, Novoandrivka, Robotine, Malatokmeka, Levane và Malinivka. Quan chức Ukraine đồng thời cũng báo cáo rằng quân đội Nga đã tiến hành 164 cuộc pháo kích vào các vùng lãnh thổ Bilenke, Huliaipole, Odikhiv, Preobrazhenka, Novoandrivka, Robotine, Malatokmeka, Malinivka và Levane. Ngoài ra, 4 cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa phóng loạt nhắm vào các khu định cư Huliaipole và Robotine cũng đã được xác nhận. Trưởng phòng quản lý quân sự tỉnh Zaporizhia của Ukraine nói thêm rằng chúng tôi đã nhận được 17 báo cáo về việc các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng bị hư hại, không có thương vong nào được ghi nhận trong số dân thường. Trong một diễn biến khác, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine thông báo, tính đến 8 giờ ngày 24 tháng 8 theo giờ địa phương, tổng cộng đã có 149 cuộc giao tranh diễn ra trên toàn bộ trong ngày qua. Các cuộc giao tranh dữ dội nhất xảy ra ở mặt trận Pokrovsk. Trên mặt trận Pokrovsk, quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 44 cuộc tấn công của Nga. Quân đội Nga đang cố gắng tiến về phía các khu định cư Vozdvizhenka, Kalinove, Novorodivka, Horodivka, Piche và Zelenpole. Trong 75 năm nữa, dân số Ukraine có thể giảm xuống còn 10 triệu người do di cư và tỷ lệ sinh ở phụ nữ giảm. Đây là một thảm họa quốc gia, nhà kinh tế Ukraine Alexei Kursk tuyên bố. Chuyên gia giải thích, theo nghĩa đen, trong 3 lần lặp lại của 3 thế hệ trong 75 năm, dân số Ukraine có thể giảm xuống còn 10 triệu người, chủ yếu là do di cư và tỷ lệ sinh của phụ nữ giảm xuống dưới 1. Như Kursk nhớ lại, vào năm 2023, 187.000 trẻ em được sinh ra ở Ukraine, trong khi một năm trước đó, 230.000 trẻ em, đồng nghĩa với việc tỷ lệ sinh giảm hơn 30%. Tuy nhiên, theo tác giả, quy mô của thảm họa có thể còn lớn hơn. Ông không loại trừ rằng 187.000 trẻ sơ sinh, bao gồm tất cả trẻ em được cơ quan đăng ký Ukraine cấp giấy khai sinh, tức là con số này cũng bao gồm cả những trẻ sinh ra ở nước ngoài, chủ yếu ở EU. Tác giả kết luận, chiến tranh là một thảm kịch quốc gia và cuộc khủng hoảng nhân khẩu học là một thảm họa quốc gia, và tôi không hiểu những người vẫn chưa nhận ra sự thật đơn giản này. Đầu tháng 8, nguồn phân tích quốc gia Ukraine Open Databot, nơi tổng hợp dữ liệu chính thức, đã báo cáo rằng tỷ lệ tử vong ở Ukraine vượt quá tỷ lệ sinh 3 lần. Vào tháng 4, các nhà báo Ukraine, sau khi phân tích tài liệu từ Bộ Chính sách Xã hội Ukraine về chiến lược phát triển nhân khẩu học của đất nước, đã báo cáo rằng tỷ lệ sinh ở nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong 300 năm qua. Cựu Thủ tướng Mykola Azarov hồi tháng 1 cho biết dân số Ukraine đã giảm 2,5 lần so với năm 2014. Hãng thông tấn TASS đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết lực lượng vũ trang nước này đã ngăn chặn thành công các cuộc tấn công do các đơn vị thuộc quân đội Ukraine thực hiện ở khu vực biên giới Kursk. Bộ này nêu rõ một xe tăng, 7 xe bọc thép và 2 xe cơ giới Ukraine cũng đã bị phá hủy. Các đơn vị của nhóm chiến đấu phương Bắc được hỗ trợ bởi không quân và hỏa lực pháo binh của quân đội đã ngăn chặn các cuộc tấn công của đối phương Ukraine theo hướng Borky, Spanoe, Cherkaskoye, Poreknoe và Malaya Lognia. Các nỗ lực tấn công theo hướng Komarovka và Krenoe đã bị phá vỡ. Kết quả là đối phương đã mất hơn 16 người thiệt mạng và bị thương. Trong khi đó, Thiếu tướng Apti Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự, Chính trị của lực lượng vũ trang Nga, kiêm chỉ huy đơn vị biệt kích đặc nhiệm Akhmat cho biết, các quân nhân thuộc Lữ đoàn Bộ binh Thủy quân Lục chiến cận vệ số 810 của hạm đội Biển Đen đã giải phóng thêm một khu định cư theo hướng Kursk. Ông Alaudinov cho hay, Ukraine đang bị tiêu diệt hàng ngày bởi tất cả các lực lượng Nga. Tình hình là các đơn vị của chúng tôi ở phía dưới, các đơn vị Lữ đoàn 810, đã giành lại một khu định cư và tiếp tục cuộc càn quét. Chúng tôi đang giữ vững vị trí và tiêu diệt lực lượng đối phương từ trên xuống. Cho đến nay, cuộc xâm nhập xuyên biên giới lớn nhất mà Ukraine từng thực hiện là hoạt động diễn ra ở Kursk. Tại đây, nước này đã thành công đạt được bước tiến, kiểm soát nhiều khu định cư, đồng thời đang nhắm đến việc thiết lập một vùng đệm trên lãnh thổ tỉnh Kursk. Để đáp trả, Nga đang nỗ lực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, gây thiệt hại tối đa cho Ukraine và tấn công các mục tiêu thuộc vùng Sumy, nơi được sử dụng làm căn cứ cho cuộc tấn công xuyên biên giới của đối phương. Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Kursk, tổn thất của Ukraine lên tới hơn 5.500 quân nhân, 71 xe tăng, 30 xe chiến đấu bộ binh, 57 xe bọc thép chở quân, 372 xe chiến đấu bọc thép. Quân đội Ukraine cũng mất 170 xe cơ giới, 36 khẩu pháo, 5 hệ thống tên lửa phòng không, 11 bệ phóng tên lửa đa nòng, bao gồm 3 hệ thống HIMARS và 1 hệ thống tên lửa đa nòng, 7 trạm tác chiến điện tử, 1 trạm tác chiến chống pháo, 4 đơn vị xe công binh, bao gồm 2 xe vượt chướng ngại vật và 1 xe rà phá mìn UR-77. Theo Pravda, trong ngày 24 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu rõ điều kiện để kết thúc cuộc xung đột đã kéo dài hơn 2 năm. Xung đột sẽ chỉ chấm dứt nếu lãnh thổ của Ukraine được khôi phục toàn vẹn và chúng ta đảm bảo rằng Nga sẽ không lặp lại các hành động tương tự trong tương lai, ông Zelensky cho biết. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, Kiev ưu tiên kết thúc xung đột thông qua các biện pháp ngoại giao nhằm giảm thiểu tối đa thương vong cho các binh lính. Tuy vậy, nếu các biện pháp này không đem lại hiệu quả, quân đội Ukraine vẫn sẵn sàng đẩy lùi đối thủ trên tiền tuyến. Trong bình luận của mình, ông Zelensky cũng kêu gọi các đồng minh cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa để tập kích các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Các đối tác cần thuyết phục phương Tây dỡ bỏ hạn chế về việc sử dụng vũ khí tầm xa. Đây là điều có thể giúp Ukraine tiến gần hơn đến chiến thắng, ông Zelensky nói thêm. Nga đẩy lùi nhiều đợt tập kích ở Kursk. Theo TASS, trong ngày 24 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về việc quân đội nước này đẩy lùi nhiều đợt tập kích của Ukraine ở vùng Kursk. Trong quá trình này, quân đội Nga đã khiến đối thủ tổn thất 60 binh lính, 1 xe tăng, 7 xe bọc thép và 2 phương tiện cơ giới. Cùng ngày, không quân Nga đã triển khai trực thăng Mi-28 để tập kích đoàn xe quân sự Ukraine tại một quận biên giới ở vùng Kursk. Đợt không kích đã đạt được mục tiêu và khiến đối thủ thiệt hại đáng kể. Tại các mặt trận khác, nhóm chiến đấu phía đông của Nga đã ngăn chặn 4 cuộc phản công của Ukraine. Trong 24 giờ qua, phía Nga cũng đánh chặn thành công 3 tên lửa ATACMS, 12 tên lửa HIMARS và 44 UAV của đối phương. Kênh truyền hình địa phương LCI đưa tin, Pavel Durov, người đã có hộ chiếu Pháp vào năm 2021, đã bị bắt tại sân bay Paris-Le-Bourget vào khoảng 20 giờ ngày 24 tháng 8 theo giờ địa phương. Giám đốc điều hành CEO Telegram Pavel Durov, người sinh ra ở Nga, cũng là công dân UAE, Saint-Kitts và Nevis và Nga. Máy bay của Durov, 39 tuổi, đã đi từ Azerbaijan đến thủ đô Paris của Pháp. Nhà sáng lập ứng dụng nhắn tin Telegram đã đi cùng một phụ nữ và vệ sĩ. Theo LCI, chính quyền Pháp đã ban hành lệnh bắt giữ doanh nhân công nghệ này sau cuộc điều tra sơ bộ. Các nhà chức trách Pháp cho rằng việc Telegram không kiểm duyệt đầy đủ các công cụ mã hóa và cáo buộc thiếu hợp tác với cảnh sát có thể khiến Durov bị cáo buộc đồng lõa trong hoạt động buôn bán ma túy, tội ấu dâm và gian lận. Kênh truyền hình TF1 đưa tin CEO Telegram sẽ phải ra hầu tòa. Hãng tin này cho biết Durov có thể phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù. Do là công dân Pháp, nhà sáng lập Telegram cũng có thể phải đối mặt với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt mà EU áp đặt đối với Moscow do những mối liên hệ của ông ở Nga. Đại sứ quán Nga tại Pháp cho biết Moscow đang thực hiện các bước ngay lập tức để làm rõ tình hình liên quan tới ông Durov. Trích lời một đại diện từ Đại sứ quán Nga tại Pháp, hãng tin TASS cho biết cơ quan ngoại giao này hiện không nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ đội ngũ của ông Durov, nhưng họ đang chủ động thực hiện các bước ngay lập tức. Telegram là một ứng dụng đặc biệt có ảnh hưởng ở Nga, Ukraine và các nước thuộc Liên Xô cũ. Telegram được xếp hạng là một trong những nền tảng truyền thông xã hội lớn sau Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok và WeChat. Nền tảng này đặt mục tiêu đạt 1 tỷ người dùng trong năm tới. Telegram do Durov thành lập và đặt trụ sở tại Dubai. Durov rời Nga vào năm 2014 sau khi từ chối tuân thủ yêu cầu của chính phủ về việc đóng cửa các cộng đồng đối lập trên nền tảng truyền thông xã hội VK, nền tảng do Durov sáng lập nhưng đã bán lại. Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, Telegram đã trở thành nền tảng chính để cả Nga và Ukraine đưa tin về chiến sự và tình hình chính trị liên quan tới cuộc xung đột. Ứng dụng này đã trở thành phương tiện truyền thông được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức trong chính quyền của ông ưa chuộng. Điện Kremlin và chính phủ Nga cũng sử dụng ứng dụng này để tuyên truyền thông tin của Nga. Ứng dụng này cũng đã trở thành một trong số ít nền tảng mà người Nga có thể truy cập tin tức về cuộc chiến. Durov, người có tài sản được Forbes ước tính khoảng 15,5 tỷ đô la Mỹ, cho biết một số chính phủ đã tìm cách gây áp lực với ông, nhưng ứng dụng Telegram hiện có 900 triệu người dùng hoạt động, vẫn là một nền tảng trung lập, chứ không phải là một bên tham gia vào địa chính trị. Kênh Telegram Radvedka mới đây dẫn nguồn tin cho biết Ukraine đang tập hợp lực lượng tấn công ở phía bắc Chernihiv, giáp với tỉnh biên giới Bryansk của Nga. Mục tiêu chính của nhóm này được cho là chuẩn bị cho một cuộc đột kích mới nhằm vào Bryansk, đặc biệt là các khu định cư Sudzha và CF. Cụ thể, Ukraine đã tập trung một số tiểu đoàn chiến thuật từ các lữ đoàn 41 và 54, cũng như các đơn vị khác với kế hoạch chọc thủng các tuyến phòng thủ tự nhiên như sông Neretva và sông Sep, sau đó giành quyền kiểm soát các vị trí phòng thủ để giữ lãnh thổ lâu dài. Cũng có thông tin cho rằng, lực lượng Ukraine đang chuẩn bị hơn 20 nhóm thám báo tiến hành các cuộc tấn công quân từ phía sau. Các nhóm này dự kiến được sử dụng để tấn công nghi binh ở các quận Starodubsky và Klimovsky nằm gần biên giới Nga-Belarus. Để chuẩn bị cho kế hoạch B, quân đội Ukraine đã điều động một số đơn vị từ Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng nước này đến khu vực định cư Gorodnia ở vùng Chernihiv. Quy mô nhóm tấn công của Ukraine theo hướng này ước tính khoảng 1.500 người và 60 xe bọc thép. Lực lượng này được đánh giá là không quá lớn nhưng đủ để thực hiện chiến dịch đã lên kế hoạch. Tỉnh Bryansk nằm ở phía tây tỉnh Kursk, phía bắc Chernihiv và Sumy của Ukraine và phía đông biên giới Belarus. Tờ Economist trước đó dẫn nguồn tin quân sự cho hay Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cân nhắc mở đợt tấn công mới vào tỉnh Bryansk của Nga như một giải pháp thay thế cho cuộc tấn công ở Kursk. Theo những người lính Ukraine và những người thân cận với ông Syrskyi, Tổng tư lệnh chỉ tiết lộ kế hoạch của mình với một số ít quan chức quân sự và an ninh, cũng như thảo luận chúng với Tổng thống Volodymyr Zelensky trong các cuộc họp riêng để duy trì bí mật tối đa. Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine cũng thảo luận về một cuộc tấn công kết hợp vào hai tỉnh Kursk và Bryansk. Mục tiêu chính của các hoạt động này vẫn là củng cố vị thế của nước này trong các cuộc đàm phán trong tương lai và buộc quân đội Nga rút khỏi Donbass. Điều này cũng phù hợp với nhiều tuyên bố trước đó của các quan chức Ukraine. Ngay sau khi tỉnh Kursk bị tấn công, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng từng cảnh báo không loại trừ khả năng Ukraine sẽ tiến hành các cuộc đột kích mới nhằm vào các khu vực biên giới khác của nước này. Ông nhấn mạnh tình hình hiện tại đòi hỏi sự tập trung và sẵn sàng đặc biệt để đẩy lùi các cuộc tấn công mới có thể xảy ra. Hơn 2 tuần sau khi Ukraine xâm nhập khu vực Kursk, các chính trị gia Ukraine đã bắt đầu nói về việc thiết lập một vùng đệm ngay tại miền Tây nước Nga. Sau tuần giao tranh đầu tiên, Kiev tuyên bố kiểm soát gần 1.036 km² lãnh thổ của Nga, một khu vực có diện tích gần bằng Los Angeles của Mỹ. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết vẫn chưa rõ Ukraine sẽ tiến xa hơn tới mức nào vào Nga và dự định kiểm soát Kursk trong bao lâu. Mặc dù vậy, quan chức Mỹ tin rằng Ukraine không có ý định kiểm soát lãnh thổ Nga lâu dài. Minh chứng cho điều này là Ukraine chưa đào đủ loại chiến hào cần thiết để bảo vệ binh lính và thiết bị khỏi các cuộc đáp trả của đối phương, trong trường hợp Nga tập hợp đủ hỏa lực để đẩy lùi cuộc tấn công. Ukraine không rải mìn để làm chậm cuộc phản công, cũng không xây dựng rào chắn để làm chậm xe tăng Nga. Diễn biến xung đột thời gian qua cho ta thấy cách để làm chậm tốc độ tiến quân của đối phương là thông qua phòng thủ theo chiều sâu. Chuyên gia Seth Jones thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, có trụ sở tại Mỹ, nói nếu họ không kết hợp chiến hào vào mìn, thì việc giữ lãnh thổ sẽ gần như không thể thực hiện được. Các quan chức và nhà phân tích Mỹ cho biết Ukraine càng kiểm soát được nhiều lãnh thổ thì thách thức bảo vệ thành quả của khoảng 10.000 quân Ukraine ở Kursk sẽ càng lớn. Trong khi đó, một quan chức Lầu Năm Góc cho biết việc Ukraine chậm trễ trong việc xây dựng các công sự phòng thủ không hẳn Kiev không có ý định kiểm soát lãnh thổ ở Nga. Một quan chức giấu tên cho biết Ukraine có thể tìm cách xây dựng các vị trí phòng thủ sâu hơn bên trong nước Nga, mở rộng phần lãnh thổ mà nước này đã kiểm soát được để tăng thêm vùng đệm như tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Nhận định về chiến dịch tấn công xuyên biên giới táo bạo của Ukraine hôm 6 tháng 8, tướng Christopher Cavoli, chỉ huy quân sự hàng đầu của NATO cho biết nó đã gây ra tác động gây sốc đối với người Nga. Họ bị sốc nhưng điều đó sẽ không kéo dài mãi mãi. Nga sẽ tập hợp lại lực lượng và phản ứng tương ứng. Để đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực Kursk, phía Nga có thể cần từ 15 đến 20 lữ đoàn với ít nhất 50.000 quân. Các chuyên gia nhận định ở thời điểm hiện tại, Nga không có đủ số lượng quân như vậy cho Kursk. Cho đến nay, cuộc tấn công của Ukraine đã kiểm soát được một số khu định cư và một thị trấn ở Nga, song vẫn chưa đạt được mục tiêu quan trọng, thu hút một số lượng lớn quân Nga từ miền đông Ukraine về tiếp viện. Nga chủ yếu điều các đơn vị dự bị và quân đội từ các khu vực ở phía nam và đông bắc Ukraine, những khu vực không nằm trong chiến dịch chính của Moscow, tiến về thành phố Pokrovsk. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW trụ sở tại Washington ngày 23 tháng 8 cho hay, lực lượng Ukraine ở phía đông nam thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine đã rút khỏi các vị trí của họ trong khu vực để tránh bị quân đội Nga bao vây chiến thuật. Trước đó, hôm 15 tháng 8, chính quyền Pokrovsk đã kêu gọi người dân sơ tán càng sớm càng tốt vì lực lượng Nga chỉ còn cách ngoại ô thành phố 10 km. ISW cho hay, những bước tiến gần đây của Nga theo hướng Pokrovsk đã thúc đẩy quân đội Ukraine rút lui khỏi các vị trí hạn chế ở phía đông nam thành phố. Viện Nghiên cứu Mỹ đồng thời trích dẫn các cảnh quay định vị địa lý cho thấy lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát làng Pertiche và phần còn lại của bờ đông hồ chứa Kalivsky trong khu vực. Trả lời mạng tin tức Suspin Ukraine, người phát ngôn Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 59 Ukraine hoạt động tại khu vực Pokrovsk tuyên bố, một số đơn vị tác chiến của Ukraine đã rút lui để bảo vệ mạng sống của các quân nhân. Trong khi đó, giới chuyên gia nhận định chất lượng đào tạo tân binh kém là một trong những yếu tố khiến Ukraine không thể giữ được vị trí. Một vấn đề nổi cộm khác mà Ukraine đang phải đối mặt ở Pokrovsk là tình trạng binh lính từ chối chiến đấu. Tờ China Ukraine cho biết có ít nhất 3 đại đội của lực lượng vũ trang đã từ chối chiến đấu theo hướng Pokrovsk. Theo báo cáo mà China có được, đây là các đại đội trực thuộc tiểu đoàn thứ 2 của Lữ đoàn 15 Vệ binh Quốc gia Ukraine. Tiểu đoàn này vừa được điều tới Pokrovsk vào giữa tháng 8. Tuy nhiên, trước khi nhận lệnh điều chuyển, họ đã ở trong tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng. Ông Vladislav, một binh sĩ thuộc tiểu đoàn cho hay, sau một tuần chiến đấu, chúng tôi còn lại rất ít nhân lực, 10-13 người trong một đại đội tính cả chỉ huy. Vladislav đồng thời cáo buộc các chỉ huy Ukraine thiếu năng lực, không nắm rõ ai đang ở vị trí nào. Bên cạnh đó, lực lượng tại Pokrovsk không giữ liên lạc với các đơn vị lân cận. Vladislav nói, đôi lúc chúng tôi nhận được mệnh lệnh di chuyển tới mà Nga vốn dĩ đã giành quyền kiểm soát. Chúng tôi không thể giữ vững phòng thủ tại các vị trí của mình trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự như vậy. Trong khi đó, lực lượng Nga đang phát động tấn công theo hướng Pokrovsk bằng các tiểu đoàn trang bị khí tải hạng nặng. Họ liên tục tiến công dọc theo tuyến đường sắt ở khu vực Minogorsk. Đáng lưu ý, theo Vladislav, khi Bộ Chỉ huy Ukraine yêu cầu những người từ chối thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bước lên phía trước, thì tất cả thành viên của 3 đại đội đều đứng lên, dẫn đầu là các chỉ huy đại đội. Tờ Washington Post WP của Mỹ ngày 23 tháng 8 cho biết, hàng trăm người dân Pokrovsk đang tập trung tại ga tàu để sơ tán, chỉ mang theo những gì có thể mang và cần thiết nhất. Họ sửng sốt trước tốc độ của Nga tiến quân vào Pokrovsk, quân đội Nga chỉ còn cách thành phố 10 km. Điều đó đồng nghĩa với việc phần lớn Pokrovsk đã nằm trong phạm vi tấn công của pháo binh và máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV. Một số người không thể hiểu tại sao quân đội Ukraine lại rời khỏi vị trí phòng thủ của mình để sang tấn công lãnh thổ Nga, đặc biệt là trong bối cảnh miền Đông đang rất cần sự hỗ trợ. Tính đến tuần này, vẫn còn hơn 45.000 người chưa thể rời khỏi Pokrovsk, trong đó có hơn 3.000 trẻ em. Theo WP, một bầu không khí kỳ lạ đang bao trùm thành phố Pokrovsk, vốn sôi động, người dân vội vã đi qua các con phố, những chiếc xe chất đầy vali và các món đồ nội thất vụt qua, còi báo động vang lên trong tiếng pháo kích dồn dập dội tới. Tờ báo Mỹ nhận định chính quyền Kiev chỉ còn cơ hội cuối cùng để sơ tán người dân ở Pokrovsk. Trước đó, ông Sergei Dobryak, người đứng đầu chính quyền quân sự Pokrovsk cảnh báo, người dân Pokrovsk chỉ còn 1 hoặc 2 tuần, không hơn. Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 23 tháng 8, tình hình theo hướng Pokrovsk rất căng thẳng, quân đội Nga đã phát động 33 đợt tấn công vào 7 khu định cư theo hướng này chỉ trong vòng 24 giờ. Theo tờ Pravda Nga, Pokrovsk có tầm quan trọng chiến lược vì đây là cửa ngõ tiến vào khu vực Dnepropetrovsk và toàn bộ bờ trái của sông Dnieper. Nơi đây cũng là ngã ba đường sắt lớn nhất ở phía tây Donbass. Các tuyến đường sắt trọng yếu sẽ đi từ đây về phía nam và phía bắc Ukraine. Bên cạnh đó, ở vùng ngoại ô phía tây Pokrovsk có mỏ than cốc lớn nhất và cũng là mỏ than cốc cuối cùng trong vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Nếu mất Pokrovsk, ngành luyện kim của Ukraine có thể buộc phải dừng lại. Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho hay Ukraine đang ngày càng tỏ ra hoang mang về tiến độ hoàn tất thỏa thuận sẽ mở khóa để giải ngân khoản hỗ trợ 50 tỷ đô la Mỹ trích từ lợi nhuận của các tài sản bị đóng băng thuộc về Ngân hàng Trung ương Nga. Hồi tháng 6, lãnh đạo các nước G7 đã đạt thỏa thuận về việc cấp cho Ukraine 50 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận từ tài sản đóng băng của Nga vào cuối năm nay. Cụ thể, Ukraine sẽ được cấp một khoản vay 50 tỷ đô la Mỹ từ phương Tây, lãi từ khoảng 280 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga bị đóng băng sẽ được tịch thu để trả dần khoản vay. Tuy nhiên, việc thực thi kế hoạch tới nay vẫn tương đối ì ạch do các yêu cầu từ Mỹ và mối đe dọa từ Hungary, một thành viên EU có thể chặn quyết định của Liên minh châu Âu trong việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga. Ukraine đang rất cần khoản tiền nói trên trong bối cảnh nền kinh tế nước này kiệt quệ sau 2 năm chiến sự và Kiev đang thiếu nghiêm trọng ngân sách quốc phòng trong cuộc chiến tiêu hao với Nga. Lực lượng Ukraine đang phải vật lộn để ngăn chặn bước tiến mạnh mẽ của Nga ở phía đông trong khi chuyển nguồn lực sang mặt trận mới ở khu vực Kursk phía tây Nga sau cuộc tấn công bất ngờ vào ngày 6 tháng 8. Ukraine đang chờ đợi các động thái của phương Tây liên quan tới số phận của khoản tiền trên khi thời hạn cuối năm sắp tới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu vào ngày 21 tháng 8 liên quan tới khoản tiền. Chúng tôi cần một cơ chế thực sự, các cuộc thảo luận có liên quan đã diễn ra quá lâu và cuối cùng chúng ta cần đưa ra quyết định. Các đồng minh phương Tây của Ukraine đã đóng băng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga, phần lớn được đặt ở châu Âu sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Việc thực hiện thỏa thuận của G7 đã gặp trở ngại do Mỹ lo ngại rằng EU cần phải gia hạn lệnh đóng băng tài sản lâu hơn với thời hạn 6 tháng một lần như hiện tại, cùng với các lệnh trừng phạt rộng hơn nhằm vào Moscow. Mỹ đã yêu cầu những đảm bảo bền vững hơn nhằm xoa dịu mối lo ngại trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden về việc ký kết khoản vay mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Một quan chức cấp cao ẩn danh của chính quyền Biden cho biết Mỹ muốn có sự đảm bảo từ các đồng minh rằng tài sản của Nga vẫn sẽ bị đóng băng cho đến khi có một thỏa thuận hòa bình công bằng và Nga phải bồi thường thiệt hại do cuộc chiến. Nếu điều đó xảy ra, quan chức Mỹ tin tưởng rằng số tiền này có thể bắt đầu được cấp vào cuối năm 2024. Vào tháng 7, EU đã đưa ra cho các quốc gia thành viên hai lựa chọn để đóng băng tài sản trong thời gian dài hơn mức 6 tháng một lần như hiện tại, Bloomberg đưa tin vào tháng 7. Cho đến nay, khối 27 thành viên vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận nào và một số quan chức tỏ ra nghi ngờ về khả năng tìm giải pháp vì Hungary đã từng ngăn chặn các nỗ lực gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga trong khoảng thời gian trên 6 tháng. Ngoài cuộc tranh luận trong nội bộ EU và giữa khối này với Mỹ vẫn chưa có hồi kết, dẫn tới việc dù G7 đã đồng ý về mặt nguyên tắc, việc thực thi thỏa thuận trên vẫn còn trong trạng thái mơ hồ. Với việc Ukraine đang đạt được đà tiến ở Kursk, họ hy vọng có thể chấp thời cơ để giành được thêm lãnh thổ nhằm khiến lá bài đàm phán với Nga có sức mạnh hơn. Tuy nhiên, việc phương Tây vẫn chưa thể thống nhất được cách thức hỗ trợ đang khiến Ukraine lo ngại. Hãng thông tấn TASS đưa tin một binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 110 cho biết tân binh Ukraine đang bỏ ngũ hàng loạt, không tuân thủ mệnh lệnh. Viên binh sĩ nói với hãng tin Associated Press, trước đây, mọi người có thể đứng đến phút cuối cùng để giữ vị trí. Bây giờ, ngay cả khi có pháo kích nhẹ và các vị trí bắn, họ đã quyết định rút lui. Vẫn còn những người có động lực để chiến đấu tiếp, nhưng rất ít. Các chỉ huy Ukraine đang phải lên kế hoạch tác chiến với bộ binh không có khả năng bắn mục tiêu và không có thông tin về địa hình cơ bản, hãng tin cho biết. Cũng theo nguồn tin, một số tân binh không tin tưởng vào kế hoạch tác chiến của cấp trên và bỏ đi khỏi các vị trí đã chuẩn bị. Theo quân đội Ukraine, những tân binh được đào tạo kém đang khiến quân đội mất vị trí gần Krasnoarmey, gọi là Pokrovsk ở Ukraine. Khu vực này nằm ở giao lộ đường bộ và đường sắt, khiến nơi đây trở thành điểm hậu cần quan trọng cho quân đội và dân thường Ukraine ở phía đông. Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái người Ukraine có mật danh Kursk cho biết một thách thức khác đối với Ukraine là chiến thuật mới của Nga khi triển khai các đơn vị tấn công liên tục các đơn vị bộ binh nhỏ hơn gồm 2 đến 4 người. Trước đó, ngày 15 tháng 8, ông Sergei Dobryak, người đứng đầu chính quyền do Ukraine lập ra tại Krasnoarmey, đã ra thông báo rằng lực lượng Nga đã tiến rất gần đến thị trấn, đồng thời kêu gọi người dân địa phương sơ tán. Trong khi đó, một chỉ huy lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, nhiều tân binh Ukraine đã từ chối nổ súng vào quân đội Nga và không thể ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga về Krasnoarmey. Vị chỉ huy nói với hãng tin Associated Press, một số người không muốn bắn, họ nhìn thấy đối phương ở vị trí bắn nhưng không nổ súng. Đó là lý do tại sao những người lính của chúng tôi đang chết dần. Nỗi sợ hãi này tạo ra sự hoảng loạn và hỗn loạn. Đây cũng là lý do tại sao chúng tôi thua cuộc. Trích lời chỉ huy, người lính mới không có đủ kinh nghiệm lắp ráp và bắn súng trường. Họ cũng chưa học cách phối hợp các nhiệm vụ chiến đấu trong các nhóm nhỏ hoặc thậm chí sử dụng các chiến thuật đơn giản. Từ quan điểm chỉ huy, tôi muốn ra lệnh cho các nhóm nhỏ, nhưng tôi không chắc liệu họ có khả năng thực hiện các lệnh này hay không vì họ thiếu sự phối hợp và giao tiếp. Ngày 20 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đội ngũ chỉ huy và nhiều quân nhân của lữ đoàn 47 Ukraine đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Nga ở vùng Sumy. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video cho thấy tên lửa KH-35 của quân đội nước này đã phá hủy hệ thống phòng không S-300 của Ukraine ở Kharkiv. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraine đặt tại làng Volnoye, Kharkiv. Hệ thống S-300 được Ukraine triển khai để tấn công các mục tiêu ở khu vực Belgorod. Theo bộ này, cuộc tấn công được thực hiện bởi tên lửa dẫn đường KH-35 phóng từ cường kích ném bom Su-34 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. S-300 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa với radar tiên tiến, cho phép theo dõi và tấn công các mục tiêu với độ chính xác, hiệu quả cao. Hệ thống có thể đồng thời theo dõi đến 100 mục tiêu và xử lý được từ 12 tới 36 mục tiêu trong số đó. Tên lửa S-300 có chiều dài 7,5 m, đường kính khoảng 0,51 m, nặng khoảng 1.500 kg, sử dụng động cơ tên lửa nhiên liệu rắn. Tên lửa được trang bị đầu đạn có sức nổ phân mảnh cao, được thiết kế để phát nổ khi đến gần mục tiêu. Tùy thuộc vào biến thể cũng như sửa đổi cụ thể, tên lửa có phạm vi hoạt động khác nhau. Thông thường, một tên lửa tiêu chuẩn sẽ có tầm bắn khoảng 75 km, tốc độ bay đạt Mach 4, cho phép đánh chặn các mối đe dọa di chuyển nhanh trên không. Quan chức Ukraine cảnh báo tình hình ở thành trì chiến lược Pokrovsk sẽ không sáng sủa hơn mà chỉ xấu đi, đồng thời kêu gọi người dân nhanh chóng di tản. Ông Yuri Chetiak, đừng chờ đợi tình hình sẽ không sáng sủa hơn mà chỉ xấu đi từng ngày, hãy rời đi ngay lập tức. Người đứng đầu chính quyền thị trấn Mi-28NM thuộc thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine mới đây cảnh báo. Thị trấn Mi-28NM hiện chỉ cách tiền tuyến chưa đầy 5 km. Chính quyền quân sự thành phố Pokrovsk cho biết, cộng đồng này bao gồm Pokrovsk, thị trấn Mi-28NM và 39 ngôi làng xung quanh, có gần 59.000 cư dân. Mỗi ngày khoảng 600 đến 700 người dân ở các khu vực này được sơ tán. Ông Yuri Chetiak nhấn mạnh về tình hình hiện tại ở thành trì chiến lược Pokrovsk. Đối phương Nga đang tiến công nhanh hơn dự kiến, vì vậy chúng tôi đang cố gắng làm nhiều nhất có thể để sơ tán người dân vào cuối tuần. Mặc dù Pokrovsk không phải là một thành phố lớn chỉ với khoảng 60.000 người dân sinh sống trước khi chiến sự nổ ra, nhưng nơi đây lại đóng vai trò là trung tâm hậu cần huyết mạch của quân đội Ukraine. Thành phố này là điểm trung chuyển quan trọng trên tuyến đường tiếp tế đến các tiền đồn khác do Ukraine kiểm soát, nổi bật là Chasiv-Yar và Kostyantynivka. Sau khi chiến dịch ở Kharkiv của Ukraine không đạt được kết quả như mong đợi, Nga đã chuyển hướng tấn công sang Pokrovsk. Suốt nhiều tuần qua, thành phố này luôn là một trong những mặt trận nóng nhất hiện tại ở Ukraine. Ngay cả khi vùng lãnh thổ biên giới đang bị lực lượng đối phương đe dọa, quân đội Nga vẫn quyết không rút quân mà tiếp tục tiến về Pokrovsk. Theo Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine, thông tin tính tới 8 giờ ngày 22 tháng 8 theo giờ địa phương, trên mặt trận Pokrovsk, quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 53 cuộc tấn công và hành động tấn công của Nga hướng tới các khu định cư Panteley Monivka, Vovizenka, Zelane Poli, Miruliopivka, Horodivka, Mikolaivka, Novorodivka, Mikhailivka và Petiche. Các cuộc tấn công tập trung nhiều nhất xảy ra tại các khu định cư Novorodivka và Mikhailivka. Trước đó, ngày 19 tháng 8, lãnh đạo cơ quan quản lý quân sự Pokrovsk Sergei Dobryak cho biết, nếu xem xét tốc độ tiến quân của Nga, người dân Pokrovsk sẽ còn 1-2 tuần để sơ tán. Chính quyền địa phương đang thúc giục mọi người rời đi ngay bây giờ để đảm bảo việc di tản có kiểm soát, tránh nguy cơ xảy ra hỗn loạn khi Nga tiến đến gần hơn. Theo ông Dobryak, khoảng 60% cư dân tự rời khỏi Pokrovsk bằng phương tiện di chuyển của riêng họ. Ông lưu ý mọi thứ ở thành phố vẫn hoạt động, tất cả các dịch vụ giao thông công cộng, cửa hàng, chợ, ngân hàng, tòa án, sở di trú nhà nước và trung tâm dịch vụ hành chính vẫn duy trì hoạt động nhưng sẽ dần dần kết thúc. TASS đưa tin, người phát ngôn của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, bà Yevgenia Yashina, cho biết đường dây cung cấp điện cao thế 330 kV được gọi là Ferozplatnaya 1, cung cấp điện cho nhà máy điện tử hạt nhân Zaporizhia (JNPP) đã bị phía Ukraine ngắt kết nối. Bà Yevgenia Yashina nói, đường dây đã bị phía Ukraine ngắt. Vấn đề nằm ở phía họ, không biết khi nào đường dây sẽ hoạt động trở lại, điều đó không phụ thuộc vào chúng tôi. Trong khi đó, các chuyên gia từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã được thông báo về việc ngắt kết nối đường dây. Bà Yevgenia Yashina cho biết thêm, các chuyên gia IAEA có mặt tại nhà máy đã được thông báo về việc đóng đường dây cung cấp điện 330 kV. Nhu cầu thiết yếu của nhà máy điện đang được đáp ứng bởi đường dây 750 kV, được gọi là Dnepropetrovskaya, Không có phạm vi an toàn nào được ghi nhận tại nhà máy, nên bức xạ tại ZNPP và khu vực lân cận không thay đổi và nằm trong mức bình thường. Reuters đưa tin ngày 22 tháng 8, Ukraine tuyên bố đã phá hủy các cầu phao của Nga bằng vũ khí do Mỹ sản xuất để bảo vệ cuộc tấn công của lực lượng này nhằm vào khu vực Kursk của Nga. Ông Mykola Bieliskov, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Ukraine, một nhóm nghiên cứu tại Kyiv cho biết các cuộc tấn công vào cầu phao sẽ giúp Ukraine xây dựng tuyến phòng thủ dọc theo con sông. Ông Mykola Bieliskov phát biểu trên truyền hình quốc gia, đây là cơ hội để làm cho mọi thứ ổn định hơn, có hệ thống hơn, sẵn sàng đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga. Ukraine cho biết hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất đã được sử dụng như một phần của kế hoạch phá vỡ hậu cần của Nga ở khu vực Kursk. Đây là tuyên bố chính thức đầu tiên của Kyiv thừa nhận việc sử dụng vũ khí này trong cuộc xâm nhập. Ông Alaudinov nói với truyền hình nhà nước Russia, "Chúng tôi đã chặn họ lại và bắt đầu đẩy lùi họ." Ông cho biết lực lượng Ukraine đang tập hợp lại và có thể sớm phát động một cuộc tấn công mới. Nga đã nhiều lần tuyên bố cuộc tấn công của Ukraine đã bị chặn lại. Tuy nhiên, Ukraine vẫn tiếp tục khoe khoang về những thành quả đạt được, nói rằng họ đã kiểm soát được 92 khu định cư trên diện tích hơn 1.250 km2. Trong một diễn biến liên quan, Moscow cho biết đã kiểm soát nhiều khu vực tại miền đông Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine đang đáp trả động thái của Nga bằng cách tăng cường lực lượng xung quanh Pokrovsk, trọng tâm tiến quân của Nga ở miền đông Ukraine. Trong bài phát biểu thường kỳ trên truyền hình, ông Zelensky thúc giục các đồng minh của Kiev tôn trọng các cam kết, nhanh chóng gửi đạn dược để lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng. Ông Zelensky nói, đây là điều cơ bản cho quốc phòng. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết Kiev đã đạt được nhiều thành tựu lãnh thổ hơn ở khu vực Kursk so với những gì Moscow đạt được ở Ukraine trong năm nay. Tuy nhiên, ông Olaf Scholz, Thủ tướng Đức, quốc gia đồng minh thân cận của Ukraine cho biết ông dự kiến chiến dịch của Kiev ở khu vực Kursk sẽ là một hoạt động rất hạn chế về mặt không gian và có thể cả về mặt thời gian. Đồng thời nói thêm rằng Berlin đã không được tham khảo ý kiến trước. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Nga đã kiểm soát khu định cư Zelane nằm cách trung tâm vận tải Pokrovsk chưa đầy 20 km, 12 dặm về phía đông. Cả hai bên đều báo cáo rằng họ đang bị nhắm mục tiêu bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn. Ukraine cho biết họ đã chặn được 50 trong số 69 máy bay không người lái do Nga phóng, còn Moscow cho biết hệ thống phòng không của họ đã phá hủy 45 máy bay không người lái trên lãnh thổ Nga, bao gồm 11 máy bay trên khu vực Moscow. Trong khi lực lượng vũ trang Ukraine đang dồn quân vào khu vực Kursk, bước tiến của Nga tới Pokrovsk đã tăng tốc. Theo báo cáo của The Economist, bất chấp cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào khu vực Kursk, Nga không những rút bớt quân khỏi mặt trận phía đông, thậm chí còn tăng cường binh lực tới Pokrovsk thuộc khu vực Donetsk. Theo các chỉ huy Ukraine, có nhiều yếu tố dẫn tới việc Nga đang tiến công nhanh chóng. Trong đó một số người cho rằng do Ukraine thiếu đạn pháo, các tân binh không được huấn luyện bài bản, đầy đủ. Những người khác thì chỉ ra các chiến thuật của Nga, bao gồm các cuộc tấn công bộ binh nhỏ, bom lượn và các thiết bị điện tử mới, chính là nguyên nhân gây ra thất bại cho Kiev. Tuy nhiên, tình trạng kiệt sức và thiếu hụt nhân lực dường như mới là những vấn đề chính. Đại tá Pavlo Fedosenko tiết lộ rằng quân đội Ukraine bị áp đảo về số lượng, tỷ lệ là 4-1 và không được nghỉ ngơi. Một số binh lính phải ở lại tiền tuyến trong 30 đến 40 ngày, thường là trong các chiến hào chật hẹp, chỉ cách cái chết vài cm. Cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga mới đây đã gây ra những cảm xúc lẫn lộn trong lực lượng của nước này. Một chiến binh thuộc lữ đoàn 59 ở phía đông nam Pokrovsk có mật danh Dublin nói với The Economist rằng những thành công ban đầu đã nâng cao tinh thần trong thời gian ngắn, nhưng điều này không kéo dài được lâu. Niềm hy vọng rằng Nga sẽ chuyển quân khỏi Pokrovsk đã bị dập tắt. Ukraine đã tái triển khai các đơn vị lực lượng đặc biệt đến Kursk và đang tăng cường mặt trận Pokrovsk bằng các đội hình chưa được thử nghiệm. Dublin nói thêm, người Nga đã nhìn ra được và không bị mắc bẫy. Những binh sĩ bảo vệ Pokrovsk đang lo lắng rằng không biết họ có thể cầm cự được bao lâu. Mặc dù bước tiến của Nga đã chậm lại kể từ ngày 19 tháng 8, mối đe dọa vẫn còn hiện hữu. Ông Oleksandr, một chỉ huy máy bay không người lái của lữ đoàn 110 cho biết. Ông Oleksandr nói người Nga có thói quen tấn công vào những điểm yếu và gây ra hậu quả tàn khốc, đồng thời cho rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Pokrovsk phải đối mặt với số phận tương tự như Mariupol, Bakhmut và Avdiivka. Việc kiểm soát Pokrovsk có thể cho phép Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chiến thắng quân sự và đưa vào đàm phán. Tờ Economist cho biết, lúc này, cơ hội của Ukraine phụ thuộc vào việc có thể giữ lại được lãnh thổ mà họ đã kiểm soát được ở Nga như một con bài mặc cả hay không. Cuộc tấn công gần Pokrovsk và Torres cách 50 km, 31 dặm về phía đông trong khu vực Donetsk vẫn là ưu tiên của Nga, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ ISW. Để bảo vệ khu vực Kursk, Moscow được cho là đang chuyển lực lượng từ các khu vực ít quan trọng hơn của mặt trận. Một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin đã xác nhận với Bloomberg rằng Bộ Chỉ huy Nga đã quyết định không chuyển số lượng lớn lực lượng từ mặt trận Donbass đến khu vực Kursk. Nguồn tin cũng đề cập rằng lính nghĩa vụ có thể được sử dụng để bảo vệ khu vực Kursk. Sau cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực Kursk, bước tiến của Nga vào Pokrovsk đã tăng tốc. Tuy nhiên, tiến độ lại chậm lại ở các khu vực khác, theo phân tích của hãng truyền thông Nga. Deep State đưa tin rằng quân đội Nga hiện đang ở vị trí cách Pokrovsk khoảng 11 km, 7 dặm. Kênh Military Summary đưa tin, các cuộc tấn công của Kiev theo hướng Kursk vẫn tiếp diễn, và trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine (AFU) chiếm được một ngôi làng khác. Nga cũng tiến hành những cuộc phản công nhỏ vào các vị trí mới để mất. Họ tiếp tục đốt phá qua các vị trí của Ukraine theo hướng Kursk, với cảnh quay video cho thấy lực lượng Moscow đã có mặt ở Novohradivka. Một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 8 để đáp trả cuộc tấn công của Ukraine ở Kursk. Hôm nay chính là ngày độc lập của Ukraine, lực lượng Kiev cũng có thể có các kế hoạch quân sự quan trọng. Tại Lipsy, trên mặt trận Kharkov, AFU đã phát động một cuộc phản công về phía Glibok, nơi các hoạt động của Moscow đã gia tăng trong vài ngày qua. Theo hướng Torres, quân đội Nga đã đột phá qua quận Sabanka, nghĩa là thành phố đang bị tấn công từ hai hướng. Ngoài ra, các tòa nhà cao tầng ở phía đông Torres được cho là đã nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng Moscow. Kênh Ridovka cho biết, tại vùng Kursk, trong khi đội hình Kiev đang cố gắng vượt qua phòng tuyến của Nga, thì lực lượng Moscow đang tiến về phía nam Sudzha. Cụ thể, ở khu vực Kursk, AFU tiếp tục tấn công vào một số khu vực cùng một lúc. Tại Sevtughovka, họ đang cố gắng tiếp cận hậu phương của các đơn vị Nga ở khu vực Karemianoi và Ongovka, nhưng vô ích. Lực lượng Kiev hy vọng với đòn tấn công của mình sẽ đánh sập mặt trận của đối phương tại khu vực này để bao vây Korenevo từ phía đông, nhưng rốt cuộc họ không đạt được ý đồ khi tấn công trực diện. Lực lượng Kiev cũng tấn công vào khu vực các làng Malaya, Loknia và Cherkasy Poreknoye, cố gắng vượt qua giữa những cứ điểm của Nga. AFU không từ bỏ mong muốn cắt nguồn cung cấp cho lực lượng Moscow đồn trú ở Martinovka, nơi họ đang cố gắng đi theo tuyến đường 38K004 dưới sự kiểm soát hỏa lực. Quân đội Nga lần lượt tấn công vào chuỗi các làng Ulanok, Boki, Spano, lợi dụng việc Bộ Chỉ huy Ukraine đã tung lực lượng hiện có về phía bắc của khu vực đột phá. Theo kênh Riba, lực lượng Moscow đã tấn công các mục tiêu quân sự của đối phương ở Cherkasy, Mihorod và Sumy. Đồng thời, việc dập tắt đám cháy tại các bể chứa nhiên liệu của Rosneft ở Proletas, vùng Rostov, nơi bị UAV của Ukraine tấn công một lần nữa vào đêm qua, vẫn tiếp tục. Theo hướng Kursk, có những trận chiến ở quận Sudzha, nơi quân đội Nga đã giành lại quyền kiểm soát Spanoe. Ở quận Korenevo, giao tranh và các cuộc đấu hỏa lực vẫn tiếp diễn. Theo hướng Oleksandrivka, Kalinovo, lực lượng Moscow đã tham gia vào các trận chiến ở khu vực đô thị Dzerzhin, tiến về phía tây khoảng 1,5 km từ Artemovo. Theo hướng Adivka, Pokrovsk, quân đội Nga đang đột phá qua hàng phòng thủ của Ukraine, đồng thời ở một số khu vực. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 23 tháng 8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ghi nhận tình hình căng thẳng ở hướng Pokrovsk, nơi quân đội Nga đã tấn công 33 lần ngày vào 7 khu định cư, bao gồm cả Pokrovsk. Theo báo cáo, đã xảy ra 125 cuộc đụng độ trong 24 giờ qua trên các mặt trận. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đẩy lùi hầu hết các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupiang, Liman, Kramatorsk, Torres, Kukhovsky, Vremovsky. Không có hành động tích cực nào của Nga theo hướng Orekhov và Dnieper, nhưng đối phương đang tiến hành các cuộc ném bom và pháo kích quy mô lớn. Lực lượng Moscow đang hướng những nỗ lực chính về phía Pokrovsk, nơi mà trong ngày họ đã tấn công 33 lần. Quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 22 cuộc tấn công và 11 cuộc giao tranh nữa vẫn đang diễn ra. Theo ước tính sơ bộ, hôm nay Moscow đã mất hơn 220 quân nhân tử trận và bị thương. Lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục tiến hành các hoạt động theo hướng Kursk, báo cáo cho hay. Theo kênh Deep State, có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, GUR, vào rạng sáng nay 24 tháng 8, các nhà phân tích cập nhật bản đồ và xác nhận rằng quân đội Ukraine đã thành công ở phía đông Sudzha, trong khi quân đội Nga đã tiến vào khu vực Donetsk. Báo cáo có đoạn, lực lượng phòng vệ Ukraine đã thành công ở phía đông Sudzha, Nga đã tiến vào Novogorodovka và gần Gorodovka thuộc khu vực Donetsk. Lực lượng vũ trang Ukraine đã vượt qua biên giới Nga, Ukraine gần thành phố Sudzha ở khu vực Kursk vào ngày 6 tháng 8. Vào ngày 10 tháng 8 có thông tin cho biết, lực lượng Kiev đã giành quyền kiểm soát làng Porod ở khu vực Belgorod. Nga đã kích hoạt chế độ hoạt động chống khủng bố CTO tại các khu vực Bryansk, Kursk và Belgorod, bao gồm tăng cường an ninh, hạn chế giao thông, kiểm tra tài liệu và giám sát qua điện thoại. Vào ngày 12 tháng 8, chính quyền Kiev lần đầu tiên xác nhận sự tham gia của lực lượng vũ trang nước này vào một chiến dịch đặc biệt ở khu vực Kursk. Nasaniva đưa tin, Phó Tổng tham mưu trưởng Belarus Viktor Tuma tuyên bố rằng nếu quân đội Ukraine tiến vào lãnh thổ Belarus, giống sự kiện đang xảy ra ở vùng Kursk của Nga, thì người Belarus sẽ được cung cấp vũ khí và họ sẽ tự vệ. Ông nói, người dân sẽ được trao cơ hội bảo vệ nhà cửa của mình bằng vũ khí, và các nhóm phá hoại và trinh sát sẽ không còn có thể di chuyển tự do, và quân đội Ukraine sẽ không có cơ hội chỉ bắn vào xe dân sự. Rạng sáng ngày 24 tháng 8, Không quân Ukraine báo cáo về hoạt động của không quân chiến thuật của đối phương ở hướng Nam và Đông Nam. Cảnh báo có đoạn, hoạt động của không quân chiến thuật đối phương được quan sát thấy ở hướng Nam và Đông Nam, có mối đe dọa sử dụng vũ khí trên không tại các khu vực tiền tuyến. Ukrainska Pravda dẫn thông cáo báo chí của Lầu Năm Góc cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố chi tiết về gói viện trợ mới của Hoa Kỳ cho Ukraine. Thông cáo có đoạn, vào đêm trước ngày độc lập của Ukraine, 24 tháng 8, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố khoản viện trợ an ninh bổ sung để đáp ứng các nhu cầu an ninh và quốc phòng quan trọng của Ukraine. Thông báo này là đợt viện trợ thứ 64 mà chính quyền Tổng thống Biden sẽ cung cấp cho Ukraine từ kho dự trữ của Bộ Quốc phòng bắt đầu từ tháng 8 năm 2021. Gói viện trợ trị giá 125 triệu USD này được cho là bao gồm các vũ khí phòng không, đạn tên lửa, pháo binh và tên lửa chống tăng, thiết bị và đạn dược của hệ thống chống máy bay không người lái CUAS, đạn dược cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS, đạn pháo cỡ nòng 155mm và 105mm, tên lửa chống tăng TOW, Javelin và AT-4, xe đa dụng cơ động cao HMMWV, đạn dược vũ khí nhỏ, thiết bị y tế, thiết bị nổ và đạn dược, phụ tùng, thiết bị phụ trợ, dịch vụ, đào tạo, vận tải. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi điện cho người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky nhân dịp ngày độc lập của Ukraine, xác nhận việc phân bổ một gói viện trợ quân sự mới và bày tỏ sự ủng hộ không ngừng nghỉ đối với người dân Ukraine. Chỉ huy trung đoàn số 14 của Ukraine có biệt danh là Crow nói với tờ The Wall Street Journal rằng Nga đang chiến đấu mạnh mẽ hơn ở Kursk với những chiến binh được trang bị tốt nhất vừa được triển khai đến khu vực này. Đơn vị của ông Crow đã phải vật lộn để chống trả lực lượng gồm 80 lính Nga vào đầu tuần này. Cuộc tấn công của lực lượng Nga diễn ra sau một loạt 21 quả bom lượn được nã vào khu định cư do Ukraine nắm quyền kiểm soát. Vị chỉ huy Ukraine nói với The Wall Street Journal, "Chúng tôi muốn mang chiến tranh trở về lãnh thổ của họ, chúng tôi cũng đang phải trả giá." Ông cho hay Nga đã triển khai lực lượng được trang bị tốt nhất đến khu vực Kursk, một số có kinh nghiệm chiến đấu đáng kể. Dựa trên dữ liệu từ máy bay không người lái trinh sát, ông có thể thấy một số đơn vị Nga đang củng cố lực lượng và thiết lập các vị trí phòng thủ dọc theo tuyến tiền tuyến mới được vạch ra nhằm vừa phòng thủ vừa phản công và nhanh chóng đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi lãnh thổ. Kể từ khi tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8, quân đội Ukraine đã kiểm soát hơn 1.260 km² lãnh thổ đối phương. Ukraine hiện vẫn tiếp tục cuộc tấn công, phá hủy ít nhất 2 cây cầu ở Kursk và nhiều cầu phao của Nga trước khi chúng kịp được xây dựng. Quân đội Ukraine đang đào hào dựng công sự ở phía bắc thị trấn Sudzha thuộc tỉnh Kursk, triển khai máy bay không người lái trinh sát và tấn công để hỗ trợ nỗ lực tiến quân. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết các hoạt động tiến công của Ukraine cũng đã chậm lại trong tuần này khi quân đội nước này chỉ có những bước tiến tương đối nhỏ ở vùng biên giới Kursk. Tuần trước, các quan chức Mỹ nói với hãng tin CNN rằng Nga dường như đang rút hàng nghìn quân từ chiến trường Ukraine về phòng thủ ở Kursk. Hiện vẫn chưa rõ chính xác có bao nhiêu binh lính được Nga tái triển khai đến Kursk từ tiền tuyến chính dài hơn 1.000 km ở miền đông Ukraine. ISW nhận định rằng việc Nga tái triển khai quân từ Ukraine đến Kursk có thể làm suy yếu khả năng duy trì các hoạt động tấn công của Nga trên mặt trận chính. Song theo các nguồn tin từ chính phủ thân cận với chính quyền Tổng thống Vladimir Putin, Kursk có thể không phải là ưu tiên của Nga hiện nay. Ngày 23 tháng 8, con trai và vợ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga vừa bị Mỹ đưa vào danh sách đen. Đây là một phần của đòn kép mới liên quan xung đột Nga-Ukraine. Theo TASS, Bộ Tài chính Mỹ thông báo đã áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với gần 400 công ty, cá nhân ở Nga và các nước thứ ba vì hỗ trợ Moscow. Các lệnh trừng phạt lần này mở rộng đến các thực thể và cá nhân có liên quan đến cả Nga ở châu Á, châu Âu và Trung Đông. Các cá nhân trong danh sách trừng phạt mà Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Tài chính Mỹ công bố hôm 23 tháng 8 bao gồm cả con trai và vợ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belasov cùng một công ty tư vấn thuộc quyền sở hữu của gia đình họ. Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wadley Adeyemo cho biết, các công ty, tổ chức tài chính và chính phủ trên khắp thế giới cần đảm bảo rằng họ không hỗ trợ chuỗi cung ứng công nghiệp quân sự của Nga. Theo Bộ Tài chính Mỹ, trong danh sách có gần chục mạng lưới riêng biệt bao gồm hơn 100 cá nhân và tổ chức trong 16 khu vực pháp lý, có thể kể ra là Trung Quốc, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Đáng chú ý, 18 công ty có trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc bị cáo buộc có quan hệ với ngành công nghiệp quân sự Nga, đặc biệt trong lĩnh vực hạt nhân. Theo tuyên bố của Bộ Tài chính, các lệnh trừng phạt nhắm vào hơn 60 công ty công nghệ và quốc phòng có trụ sở tại Nga, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng nước này. Ngoài ra, Mỹ còn nhắm vào các chương trình vũ khí hóa học, sinh học cũng như các thực thể liên quan tới lĩnh vực kim loại và khai thác mỏ của Nga. Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo các tổ chức tài chính ở các quốc gia cần thận trọng về bất kỳ giao dịch nào với các chi nhánh hoặc công ty con ở nước ngoài của các tổ chức tài chính Nga. Các biện pháp được ban hành hôm 23 tháng 8 có nghĩa rằng bất kỳ tài sản hoặc quyền lợi nào đối với tài sản của những cá nhân và tổ chức bị liệt kê, trực tiếp hoặc gián tiếp đều đã bị chặn và phải được báo cáo cho chính phủ. Bất kỳ giao dịch nào giữa công dân Mỹ hoặc công dân nước ngoài tại Mỹ với các cá nhân và tổ chức trong danh sách đen đều bị cấm. Kể từ năm 2014, khi Nga tuyên bố sáp nhập Crimea, Washington và các đồng minh đã áp đặt hơn 22.000 lệnh trừng phạt đối với cường quốc này. Ngày 23 tháng 8, Nhà Trắng đã công bố thêm gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine, trị giá 125 triệu đô la Mỹ nhằm tăng cường khả năng phòng không cho đất nước này. Theo Al Jazeera, Mỹ cũng khẳng định Nga sẽ không thắng thế ngay khi công bố gói viện trợ. Được biết, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hàng chục tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra từ tháng 2 năm 2022. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trên mạng xã hội, Ukraine rất cần nguồn cung cấp vũ khí từ các gói đã công bố, đặc biệt là các hệ thống phòng không bổ sung để bảo vệ cho các thành phố, cộng đồng và cơ sở hạ tầng quan trọng. Cùng ngày, chính quyền Mỹ thừa nhận Washington đang thảo luận với Ukraine về triển vọng mở rộng phạm vi tấn công vào lãnh thổ Nga bằng cách sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất. Ông John Kirby, người điều phối về truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, ông nói trong một cuộc họp báo thường kỳ khi được hỏi liệu Washington có cho phép Kiev sử dụng vũ khí của Mỹ tấn công sâu hơn bên trong nước Nga hay không. Như các bạn đã biết, Tổng thống Joe Biden đã cho phép chính quyền Ukraine sử dụng đạn dược của Mỹ qua biên giới để đối phó với các mối đe dọa sắp xảy ra, nhưng chúng tôi vẫn đang đàm phán với họ. Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc, ông Sabrina Singh phát biểu với báo chí hôm 22 tháng 8, nhấn mạnh việc sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công bên trong khu vực Kursk là không trái với chính sách của nước này.